Bản lĩnh ngôi sao, một game show vui nhộn và hài hước. Xin chào, Minh Xu xin được chào đến với tất cả quý vị khán giả. Chúng ta đã có mặt tại chương trình Bản lĩnh ngôi sao. Tất cả phải thể hiện bản lĩnh của một ngôi sao thông qua các màn tranh đấu quyết liệt ở từng vòng chơi, nơi để những ngôi sao đến từ mọi lĩnh vực hội tụ. Annyeonghaseyo, Hansara입니다. Xin chào mọi người, em tên là Hansara. Sawadika. Xin lỗi chương trình nha, cho ba anh em tôi về đi. Dạ không, không, từ từ, bình tĩnh, đợi xíu. Nhân tố tạo nên tiếng cười bởi những chiêu trò không hồi kết. Thực ra là nhận chương trình là bởi vì Minh Xù. Rồi. Bởi vì MC phải đẹp thì mình mới đi chơi được. Tất cả phải thể hiện bản lĩnh của một ngôi sao với các thử thách trong mọi tình huống. Hãy cùng thư giãn và cười thắng ga tại chương trình Bản lĩnh ngôi sao được phát sóng vào lúc 19:15 tối thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ chương trình sau khi phát sóng qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên các dòng Smart TV LG, Samsung và Sony hay trên Google Play và App Store.